Ngày 18 tháng 12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ nguyên nhân đôi nam nữ nghi uống thuốc trừ sâu tự tử trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được phát hiện vào đêm 17/12. Hai người này được xác định là anh CKV, 28 tuổi, thường trú Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và chị HTTH, 24 tuổi, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh, là sinh viên năm cuối của một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng chị V đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Giấy. Hiện anh V đã tử vong sau đó. Như đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12, tổ cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đi tuần tra trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Khi lực lượng chức năng đến con đường dẫn từ ký túc xá khu A vào trung tâm giáo dục quốc phòng thì phát hiện đôi nam nữ ngồi trên ghế đá bên đường có dấu hiệu bất thường. Tổ cảnh sát cơ động tới gần kiểm tra thì phát hiện cả hai vừa uống thuốc diệt côn trùng để tự tử. Tổ cơ động đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu,